Chè Thái mang nét đặc trưng riêng của nền ẩm thực Thái Lan, là món ăn được du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm qua. Chè Thái tại Việt Nam đã được người Việt cải biên, sáng tạo thêm rất nhiều loại nhân khác nhau, tạo những hương vị riêng, đã thu hút rất nhiều khách hàng và đặc biệt là giới trẻ. Có khá nhiều quán chè Thái kinh doanh rất thành công tại Sài Gòn, như quán chè Thái Ý Phương trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, chè Thái sầu riêng Cô Liên tại quận 1, chè Thái sầu riêng Cô Xuân tại Bình Thạnh, v.v. Để kinh doanh mô hình chè Thái, cần phải có bí quyết riêng. Tại Nespay, món chè Thái đã được các chuyên gia và giảng viên nghiên cứu và giảng dạy nhiều năm. Chị Dung là chủ một nhà hàng tại Hàn Quốc, chị là học viên cũ của Nespay. Chị đã học nhiều món Việt nổi tiếng tại Nespay như nem nướng, trà trái cây từ thầy Y. Chị tiếp tục tham gia học bí quyết làm chè Thái tại Nespay để làm phong phú cho thực đơn của nhà hàng. Chị đã được giảng viên hướng dẫn rất tỉ mỉ cách lựa chọn các nguyên liệu, sơ chế và xử lý các loại trái cây, cách nấu các loại thạch xương sa, xương sáo, hạt lựu, cách chế biến nước cốt dừa sầu riêng để kết hợp trong món chè Thái. Chè Thái hấp dẫn nhất là chè Thái thập cẩm với nhiều loại nhân trái cây như nhãn, mít, thạch xương sa, xương sáo, hạt lựu cùng với nước cốt dừa sầu riêng làm cho món ăn ngọt, béo, thanh, rất thơm ngon. Món chè Thái sẽ bổ sung vào thực đơn của nhà hàng chị Dung, sẽ góp phần tăng doanh thu đáng kể cho nhà hàng. Chúc chị kinh doanh thành công!